Ok, xin chào tất cả anh em, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình đã chân tay và giới thiệu cho anh em một cái bàn phím cọc xe K68 RGB. Như em nhìn thấy này, đây là cái toàn bộ cái bàn phím K68 RGB của mình. Thì đây là một cái bàn phím full size em nhé. Thì mình cũng mua cái bàn phím này được một thời gian rồi. Và hôm nay thì mình sẽ chân tay và review cho anh em, cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm của mình sau khi mà dùng cái bàn phím này. Thì cái bàn phím này cũng ra đời được một thời gian rồi và cũng có rất nhiều những anh em YouTuber và reviewer đã review chi tiết cái con này rồi. Và mình thì chỉ làm cái video chia sẻ lại một số cảm nhận của mình sau khi mình dùng cái bàn phím này thôi. Thì về tổng quan bên ngoài, đây là một bàn phím full size. Về cái hoàn thiện của nó thì theo như mình đánh giá là khá là ok. Về cái keycap này và cái chất liệu hoàn thiện, như anh em nhìn thấy thì đây là một bàn phím full size. Thì nó sẽ gồm có một cái bàn phím số ở đây nữa. Đấy, đây thì mình giới thiệu qua bên ngoài cho anh em xem. Trên đây thì nó có một cái logo của cọc xe. Cái logo này thì nó không phát sáng em nhé. Thì bên cạnh đây thì nó có hai cái nút điều hướng. Cái nút điều hướng này thì một cái nút điều hướng tắt để nét, như anh em thấy ấn vào đây thì nó tắt luôn, và ấn nữa là nó mở lên. Còn bên cạnh đây thì nó là một cái nút khóa cái phím Windows. Khi mà anh em ấn vào nút này thì mặc định là cái phím Windows ở đây nó sẽ không dùng được nữa. Nên nó rất tiện lợi cho anh em khi mà chơi game. Đây là hai cái nút điều hướng trên bàn phím này. Bên cạnh đó thì bên đây thì nó có một cái bộ phím điều hướng media, gồm có tăng giảm âm lượng đấy, và truyền bài đấy, đơn giản nó chỉ vậy thôi. Còn phía dưới này thì nó là cái băng cầm. Thì đây là một cái điểm gọi có thể coi như là ăn tiền nhất của cái bàn phím này, tại vì mình cũng xem rất nhiều anh em YouTuber đã review và có chia sẻ lại là cái kia tay này là một những cái điểm nhấn của cái bàn phím này. Và qua quá trình mình dùng thì cảm thấy cũng khá là ok, nhưng mà đôi khi thì nó lại là một cái nhược điểm rất lớn đối với người dùng. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ lý do làm sao mình nói như vậy. Tiếp theo thì đây là phía bên hông của nó nhé. Đấy, thì đây là phía bên hông của nó này. Thì nó cũng không có gì cả em nhé. Thì đây là một cái thương hiệu của cọc xe này, cái logo của nó. Còn đây là hai cái nút kê. Khi mà anh em kê lên mặt bàn mặt phẳng ấy, thì nó sẽ cao lên, nó không bị trượt. Đấy, còn dưới đây là cái tay anh em biết rồi. Đấy, với các bạn nó chỉ là một cái bàn phím cơ như vậy thôi. Rồi ok, thì đấy là những cái cơ bản của một cái chiếc bàn phím cơ K68 RGB của mình. Cái bàn phím này thời gian trước kia nó có một cái version khác, đó là version LED đơn sắc, nó chỉ có LED màu đỏ thôi. Còn cái này thì là LED đa sắc, thì nó gồm có nhiều màu sắc. Đấy, như anh em nhìn thấy này, đấy, nó gần như là 7 sắc cầu vồng luôn. Cái này, cái LED này thì anh em có thể tùy chỉnh bằng cái phần mềm IQ ở trong cái chân web cọc xe nhá. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ giới thiệu cho anh em về cái bên ngoài của bàn phím cọc xe này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số những cái điểm mà mình chưa thực sự thích trên chiếc bàn phím này sau khi dùng một thời gian. Đầu tiên thì kể đến đó là cái dây dẫn, là cái dây cáp của cái bàn phím này. Đấy, như anh em nhìn thấy thì cái dây cáp này thì cũng khá là chắc chắn, nhưng mà với cái số tiền bỏ ra từ khoảng gần 30 đồng thì cái dây cáp này nó lại không trang bị bọc dù, nó chỉ là cái dây đơn thuần thôi. Và cái tiếp theo đó là cái chỗ cắm này, anh em nhìn này, thì nó không phải là cái dạng không dây có thể rút ra được, mà nó gắn cố định vào đây. Thì đây là một cái điểm mà mình chưa thực sự thích trên chiếc bàn phím này. Tiếp theo nữa là cái logo của cái cọc xe này thì nó không phát sáng. Đấy, như một số đời sau này như là K90 thì cái logo này nó phát sáng rất là đẹp, nhưng mà cái này thì không. Rồi, đấy là hai điểm mà mình chưa thực sự ưng cho lắm. Và bây giờ đến cái điểm thứ ba, thì như anh em cũng biết thì cái bàn phím này nó được trang bị cái Sweet Cherry Red. Thì cái độ gõ phím của nó thì khá là tốt. Đấy, như em nhìn thấy này, thì so với một số những cái dòng Sweet như là Sweet Pro hoặc là Blue ấy, thì cái độ tiếng gõ của nó thì không được to như là một số các dòng khác. Nhưng mà đấy là chỉ điểm cái điểm nhỏ thôi. Nhưng mà cái mình muốn nói đến đây là cái độ bẩn của cái keycap cũng như là cái tay này. Đấy, như anh em nhìn thấy này, thì đây là một cái bàn phím mà mình cũng thường xuyên mình lau chùi, nhưng mà như anh em nhìn thấy này, nó rất nhiều bụi bẩn. Nếu như anh em mà thường xuyên ăn đồ ăn vặt ấy, hoặc là uống cà phê
thì hoặc là rơi những cái đồ nó vào đây, hoặc là cái chỗ mà anh em để bàn phím ấy nó bị bẩn ấy thì rất dễ bẩn. Đấy, và cái việc lau chùi thì rất là khó, nó hơi gọi là hơi khó vệ sinh. Còn về cái cấu tạo của cái bàn phím này thì nó là một cái bàn phím chống nước anh em nhé, thì nó chỉ là cái bàn phím chống nước iFi 2 thôi, nó cũng không phải là hoàn thiện lắm về cái chống nước, thì đấy là một số cái điều mà mình chưa thực sự thích trên cái bàn phím này. Còn lại thì về cơ bản thì đây là một cái bàn phím khá là ok, mình cũng trải nghiệm được một thời gian rồi thì mình thấy nó không có gì phải gọi là bất tiện cho lắm, tại vì tất cả những phản hồi khi mà mình gõ này, làm việc này, hoặc là giải trí ấy, tất cả những cái này thì nó cho mình một cái trải nghiệm nó khác hoàn toàn so với những cái bàn phím cơ bình thường hoặc là những bàn phím giả cơ. Tức là những bàn phím cơ bình thường là mình đang nói đến là những cái bàn phím cơ mà ít tiền đấy, nhưng mà cơ hoặc là những bàn phím cơ rẻ tiền của một số hãng khác ấy, thì nó khi mà dùng cái bàn phím này thì nó cho một cái trải nghiệm khác hoàn toàn. Rồi đấy là những cái chia sẻ của mình sau khi mà mình dùng cái bàn phím cơ này. Thì chốt lại là liệu với số tiền bỏ ra gần 3 triệu đồng anh em có nên mua hay không, thì mình khuyên anh em là anh em nếu như mà có đam mê với cái tiếng gõ của cái bàn phím cơ, hoặc là đang muốn chọn cho mình một cái bàn phím cơ để làm việc giải trí, thì mình nghĩ rằng với số tiền bỏ ra khoảng trên dưới 3 triệu là một cái khoản tiền có thể chấp nhận được để trải nghiệm. Không biết anh em như nào nhưng mà với mình thì nó cho một cái cảm giác làm việc nó tốt hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà anh em gõ thì cái tiếng ấy, mặc dù nó không to nhưng mà cái độ cứng cáp của cái switch này ấy, thì nó làm cho mình có cảm giác là thích làm việc hơn. Đấy. Chắc là video mình chỉ chia sẻ cho anh em một số những thông tin của mình như vậy thôi. Thì mình hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích được cho anh em trong cái việc chọn lựa bàn phím cơ. Anh em cũng lưu ý là cái bàn phím cơ này thì nó ra đời cũng được một thời gian rồi nhé. Bây giờ thì có rất nhiều những cái phiên bản khác nhau như là K70 này, K90 này. Đấy, thì những cái bàn phím sau này nó nâng cấp nhiều hơn. Ví dụ như bàn phím K70 thì cái này nó làm nhôm máy bay anh em nhé. Đấy, nhưng mà đôi khi bù lại thì nó cũng rất dễ bị giật. Nó không giật mạnh nhưng mà nó cũng kiểu tê tê tay ấy. Thì mình chưa dùng cái bàn phím đấy, nhưng mà có một số anh em bạn bè của mình cũng dùng và nó cũng, nói chung là cái cảm giác nó hơi bị tê tay. Thôi chắc thế thôi nhỉ. Xin chào tạm biệt tất cả anh em nhé.